Đấy, bảo bảo anh nhấc nhấc cái vỏ lên thôi, cái này thôi. Anh ơi, tắt tắt cái quạt đi không, nó này vào. Nghiêng 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 ra là chắc là vào được ấy. Nghiêng nghiêng sang bên trái anh ơi, nghiêng nghiêng sang trái. Đấy, anh kiểm tra giúp em với, nó không vỡ không móp méo là được. Tủ này hình như y xì tủ nhà cháu hay không? Y xì luôn, chỡ luôn hả? Không, nhớ nhà chị chắc em chỡ. Ở trong kịch trong hoàng làng nha. Samsung là cái hàng này là bên 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 chạy, chẳng qua là bên em là nhiều người chạy. Đấy, anh cứ kiểm tra là ok đi anh. Vâng. Xong là để mấy tiếng sau anh cắm điện vào là hay cắm điện nhé, để nó ổn định ga đã. Ok nha, đã kiểm tra hàng xong ok.